Bọn em có tin là chỉ cần xách cái giỏ đi ra ngoài chợ ấy cũng khiến cho content của bọn em được lên xu hướng không? Đây là hình ảnh quay tại cái khu chợ gần nhà cô, và cô sẽ chỉ cho bọn em hai nhân vật bán hàng rất là đông khách nha. Đầu tiên là cô bán khoai mì, sắn hấp nước dừa đó các bạn. Và thứ hai là cái chú bán rau vườn đủ các thể loại. Bọn em có kịp nhận ra điểm khác biệt của hai cái shop bestseller này là gì không? Hàng khoai mì hấp nước dừa ấy thì được trang trí bên ngoài bằng một sấp lá dứa rất là tươi ngon, xanh mơn mởn, vô cùng là hút mắt. Còn cái cửa hàng mà bán rau vườn ấy, thay vì đưa lên sạp thì họ lại đẩy khắp nơi trong một chiếc xe rùa. Cô ít khi đi mua rau lắm, bởi vì ở nhà thì mẹ cô là cái người đi chợ chính. Nhưng thú thật là khi nào mà chạy ngang qua cái xe rau ấy thì mình cũng muốn ghé lại mua. Mãi đến gần đây đấy cô mới phát hiện ra một chuyện là cứ khi nào mà rau vơi đi ấy, thì cái chú xe rùa này chú lại ghé vào một cái sạp rau. Cô đoán là vợ của chú ấy châm rau vào thêm và đẩy đi bán tiếp. Hóa ra cái xe rùa ấy là một cái cách tạo hình để pha ke rau sạp biến thành rau vườn bọn em ạ. Chán nhở? Nhưng mà thôi, cái việc đấy không quan trọng. Cái chính ở đây ấy là chúng ta cần phải hiểu đôi khi việc cạnh tranh nó không đến từ sản phẩm đâu, mà đến từ hình thức bên ngoài. Ngày xưa ấy người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà thời đại bây giờ ấy, nước sơn chính là một phần quan trọng để khách hàng ra quyết định mua miếng gỗ. Thậm chí có những món hàng khách bỏ ra 10 đồng để mua ấy thì hết 9 đồng trong đấy là trả tiền cho hình thức. Thí dụ như bánh trung thu. Và content ở trên TikTok cũng không ngoại lệ đâu các bạn ạ. Trong quá trình dạy học, cô tình cờ phát hiện ra một điểm khác biệt rất lớn của thế hệ 8X, 9X và 2K khi làm TikTok. Đó là phần lớn các bạn 8X, 9X làm TikTok sẽ rất là khó lên so với lại các bạn 2K. Vì một lý do rất là đơn giản, 8X, 9X chúng ta bị mang nặng tư tưởng làm content text. Còn với thế hệ 2K, Gen Z ấy, thì từ nhỏ các bạn đã được tiếp xúc và quen với lại content video rồi. 8X, 9X khi mà nghĩ tới content, nghĩ tới xây kênh, nghĩ tới khác biệt thì ngay lập tức liên tưởng và bị trói trong cái việc suy nghĩ về nội dung. Cô cũng là một đại diện của thế hệ 8X đây này, và cô rất hiểu cái chúng ta thiếu ấy thực ra là hình thức. Content ở trên TikTok muốn lên xu hướng phải tập trung vào hình thức. Kênh chúng ta xây muốn khác biệt, hãy nghĩ đầu tiên đến việc là khác biệt về hình thức. Cùng một cái nội dung text nha, có thể chuyển thành hàng chục, hàng trăm cái clip khác nhau về hình thức. Để thành thánh content ở trên TikTok ấy, kỹ năng chúng ta cần học là quay dựng video, cách sử dụng sound effects, cách tìm nhạc và bỏ túi hàng trăm cái bài nhạc hay, bài nhạc hot, bài nhạc phù hợp tâm trạng và những cái tình huống nó phải đa dạng. Cách sử dụng filter này, cách làm hiệu ứng này, cách biểu cảm khuôn mặt này, cách nói chuyện có duyên cũng được, vô duyên cũng được, lên giọng xuống giọng sao cũng được. Miễn đừng có đều đều như khúc gỗ, giống như cô này, chán lắm các bạn ạ.